Em xin chào các bác nhá. Hiện nay là viên sáng của ngày 11 tháng 9 năm 2022. Sáng nay cũng là ngày 11 và cũng đồng thời là ngày buổi sáng của ngày chủ nhật nhá. Sáng nay vườn lan Cường Thúy nhà em sẽ lên chia sẻ với các bác rất là nhiều mặt hàng mới về. Địa chỉ vườn lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Bác nào mình ở gần mình có thể qua xem hàng. Bác nào ở xa mình có thể đặt hàng theo số điện thoại 0981 550 768 và số điện thoại 0817892229. Cái hôm nay em sẽ lên em một số mặt hàng siêu VIP mới về này. Ngoài ra em sẽ lên em chia mã một số cái mặt hàng châu Thái, giá gọi là siêu yêu thương luôn. Các bác cứ tìm hiểu thị trường đi, không ở đâu bán rẻ như nhà em nhá. Nhà em nhập hàng trực tiếp này. Ngoài ra bác nào mua sỉ mình có thể liên hệ với em, để em cũng vẫn là chuyển, em chuyển sỉ là chủ yếu này các bác nhá. Đây là bán lẻ này, là em phục vụ những cái thú vui tao nhã của các bác chơi yêu lan này cho nó vui cửa vui nhà nhá. Đấy, các bác mua sỉ mua lẻ em đều phục vụ các bác hết nhá. Đây em sẽ lên em chia mã những cái mã sâu Thái đây. Hàng đẹp nhá các bác nhá, hàng đẹp giá rẻ này. Những cái hàng này thì nó có rất nhiều mặt hoa. Em sẽ cho các bác xem mặt hoa này. Các bác lại ra công chúa với hoàng hậu như này. Đây, rất là nhiều mặt hoa để cho mọi, rất nhiều mặt hoa để cho mọi người lựa chọn. Em sẽ nhặt tương đối mặt hoa chính xác cho các bác nhá. Đấy các bác nhìn này, bảng màu hoa lung linh luôn, cái vườn này hoa đẹp lắm. Hàng này thì bình thường là sẽ bán là mọi, như mọi shop họ sẽ bán là 170 đến 200 nghìn một cây. Nhưng hôm nay nhà em chia mã, em nhập trực tiếp bên chia mã, em bán giá siêu yêu thương luôn. Trên một mã hàng em sẽ đánh, em sẽ làm lấy đủ nhiều màu cho các bác nhá. Không, màu sẽ không trùng nhau. Em sẽ đánh mã T này. Đầu tiên là mã T1, 4 cây 310 này. Em cho các bác xem này, cây mít rụt như này này. Không có shop nào bán rẻ như em nhá. Cây thứ nhất 1 cây này. 2 cây này. 3 cây này, to nhá. Một đống lù lù to tướng này có 320 nghìn, 4 cây. Mít xếp nhá. Đấy. Mã thứ hai là mã T2 này, 350 nghìn, 5 cây. 1 cây này. Cây to nhá các bác nhá. 2 cây này. Và những cây này là em bảo hành Tết có hoa cho các bác nhá. Một số cây nó đã sưng nụ hoa rồi. Đấy là một số cây chứ không phải là tất cả nhá các bác nhá. 2 cây này. Bây giờ nó mới đạt chớm đầu mùa nhá. 3 cây này. Mít này. 4 cây này. Mít xếp này. 5 cây này. 5 cây này 350.000. Mã T2, mã T3, 4 chậu 5 cây giá 320.000. Cây đầu tiên này. Đấy. Cái chậu này nó sẽ lỗi, em tí này em sẽ đổi. Chị ấy đổi cho em một cây. Được rồi các bác, em cứ biết là cây này em sẽ nhặt cây đẹp cho các bác nhá. Một cây này. Chậu này chậu 2 cây nhá. Chậu này chậu 2 cây này. Đấy. 2 này. Đổi cây gì? Thôi được rồi, tí nữa em đổi sau, bác nào bác mua em đổi sau. 3 cây này. 4 cây này. Đấy. 4 chậu 5 cây là giá 320 nghìn này. Một đống lù lù to tướng. Và cái giá này này em báo cho các bác là giá là chưa bao gồm phí ship nhá. Phí ship bên nhà em là đồng giá là 30k. Nhưng các bác nào mà mua những cái hàng nào em khuyến mại ấy, em khuyến mại là em bao ship thì em, các bác mua gộp thêm cái đơn này em vẫn bao ship. Tiếp đến một cái đơn này là mã T4, 5 chậu 6 cây 350 này. Chậu thứ nhất này 2 cây này. Nó sẽ hơi bị lỗi một xí ở chỗ này nhá. Đấy. Chậu này 1 này. 2 này. Hàng em vừa về nên nóng hổi luôn đấy. 3 này, xếp mít nhá. 4 này. 5 chậu 6 cây 350 này. Mã này mã T5 này, mã T5 7, hàng này nó sẽ hơi lỗi một tí. Em bán rẻ này, 7 chậu 8 cây giá 310 này. Chậu thứ nhất này em không phải quay từng cây một, nó sẽ hơi bị một những cái vết vết này nhá, thi thoảng có một vết này này. 2 này. Đấy, các bác nhìn thấy rõ vết chưa? Chả nhẽ em cắt đi, không thôi em cứ để như này. 2 này. 3 này, chậu nào nó có sẽ có vết nhá. 4 này. 5 này, giá quá rẻ rồi không cần xem chi tiết. 6 này, chậu chậu cây đôi nhá. 7 này, 7 chậu 8 cây giá 310 nghìn này.
mã T6 này, cũng 7 chậu 8 cây 310.000. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Chậu này chậu cây đôi nhá, chậu mẹ con 6 này. 7 chậu 8 cây 310.000. Giá này là giá quá vèo dạt mây trôi rồi, cho nên là các bác đừng mặc cả, em là bao ship nhá. Đấy, sau đây em tiếp tục lên một số mặt hàng nữa. Em giới thiệu tiếp lên các bác đây một cái dòng mà Crab Koki lá mít xếp nha các bác nhá. Siêu lá xếp luôn. Đấy. Các bác nhìn này. Siêu lá xếp luôn nhá. Đây. Một chậu vẫn như vậy, nó trung bình nó có một cây này và có đôi 4 6 7 8 cặp lá trở lên nha các bác nhá. Siêu lá mít luôn. Crab Koki này. Cái hàng này hoa nó sẽ ra giải rác từ tháng 6 cho đến tháng 10 dương lịch. Thậm chí là nó ra vào dịp Tết nhá. Hoa đã nở tại nhà em rồi cho nên em biết này. Em cho các bác xem mặt hoa này. Nói về cái dòng Koki này thì hoa siêu thơm luôn các bác nhá. Đây là mặt hoa nở thực tế là tại nhà em đây các bác nhá. Hoa nở thực tế này. Đấy, nó sẽ có cái màu hoa nó đậm hơn hoặc nhạt hơn một chút nhá. Cánh tròn nhá. Cánh tròn cực kỳ luôn. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 250.000 một chậu. Một chậu một cây siêu lá xếp như thế này. Khi các bác mua 2 chậu giá là 500k và em sẽ bao ship nha các bác nhá. Khi các bác mua 2 sản phẩm trở lên em sẽ bao ship. Các bác nhìn này, siêu đáng yêu luôn nhá. Đấy, các bác nhìn bộ rễ yêu chưa này. Về các bác mình có thể là ghép vào chậu hoặc để như vậy treo cũng được, hoặc là ghép vào gỗ lũa nhá. Đấy, siêu đáng yêu luôn. Thi thoảng nó có những cái cây mà nó đẻ con thì em để em ưu tiên. Chưa bác nào, các bác nào lấy nhiều nhá. Còn một chậu nó trung bình nó chỉ có một cây thôi. Siêu lá xếp luôn nhá. Các bác nhìn xem này. Nhà em về chỉ được có bằng này cây, chắc được khoảng tầm vài trăm cây thôi chứ không có nhiều nhá. Crab Koki. 2 chậu em bao ship và 250.000 một chậu. Hương thơm thì cực kỳ là quyến rũ luôn. Em giới thiệu tiếp với các bác một mặt hàng nữa, nhà em mới cập bến nhá. Hạc vĩ đột biến hoa trắng nhá. Dồi ôi, thân cực kỳ cứng cáp, lá mít nhá. Đẹp lắm cơ các bác ạ. Phê lê tê phê luôn này. Đấy. Hàng này trồng sẵn ra cái bảng gỗ rồi nhá. Có móc treo này các bác này, về chỉ việc treo lên thôi. Hoặc là các bác nào thích mua nhiều ấy, thích chơi say hoa ấy, thì mình sẽ lên mua cho em 2 bảng về hay 3 bảng, 4 bảng gì đấy. Tùy các bác, về các bác ghép vào. Siêu nhiều luôn, siêu đẹp luôn các bác nhìn này. Thân lù nhá. Lá cực kỳ cứng cáp luôn. Đấy. Lá mít nhá. Thân cực kỳ cứng cáp luôn. Đẹp lắm. Em cho các bác xem mặt hoa này. Mặt hoa trắng tinh nhá, trắng hơn ngọc trinh nhá. Và hoa nó siêu thơm. Khi nó sẽ nở hoa, nó hoa nó sẽ ra tầm tháng 2 dương lịch trở đi thì nó sẽ rụng hết lá thế này. Nó rụng hết lá và nó sẽ ra hoa. Đấy, nó sẽ hoa nó phun từ gốc đến ngọn. Và có một cái điều lưu ý như thế này, hàng này vì là hàng thân thòng, ở bên vườn họ trồng nhiều, không tránh được cái lúc mà nó phát triển lên thì như nhiều nhà mình thì mình sẽ cho nó hướng lên theo hướng mặt trời thì nó không bị gập gốc, nhưng mà đây người ta trồng nhiều thì không tránh khỏi là thi thoảng nó gập gốc. Gốc nó bị gập thì các bác thông cảm cho em, cây vẫn phát triển bình thường mà vẫn ra hoa đều nhá. Em nói trước vậy cho các bác biết không à, lúc các bác nhận hàng các bác lại bắt đền em thì em không nghe đâu. Một bảng như này nó trung bình nó có từ 4 năm thân trở lên, thân ù béo ngậy nhá. Nếu mà cái nào thân cực đây này, cái này như ví dụ như cái thân này 4 thân này, dài chưa các bác này, chiều dài nó phải rơi vào cây ngọn dài nhất là 90, còn ngọn nhất ngắn nhất nó phải 50 nhá. Đấy, một bảng như này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 150.000, nhưng khi các bác mua 2 bảng em sẽ bao ship. 2 bảng em sẽ bao ship cho các bác. Đấy. 2 bảng là 300, em sẽ bao ship, đóng vào một cái thùng hàng to tướng cho các bác nhá. Đấy, các bác xem nhỉ, siêu đáng yêu luôn nhá. Thân cực kỳ cứng này. Đấy, cực kỳ thứng cứng cáp. Trên một bảng nó sẽ có thân ngắn, thân dài nhá. Siêu yêu luôn. Các bác mua 2 bảng như thế này. Em sẽ về với mình sẽ ốp vào. Ốp vào hoặc là mình thả chậu, thả vào chậu nhá. Để cho nó rủ xuống, lúc nó ra một suối hoa luôn. Đấy. Siêu yêu luôn nhá các bác nhá. Này, nhiều lắm lắm ấy. Bao phê luôn cho các bác.
Phê lê tê phê luôn. Phê chưa? Em giới thiệu tiếp đến các bác một cái dòng đai châu bảng ghép bảng sẵn này các bác nhá. Đây là ghép trên cục gỗ này. Một bảng nó trung bình nó có 2 cây trở lên nhá. Một cây nó trung bình nó có từ 3 4 cặp lá này. Hàng này hàng bước sang năm thứ 5 rồi. Nó đã ra hoa này, cuống hoa cũ các bác nhìn thấy chưa? Cuống hoa cũ đây nhá. Đấy. Siêu yêu thương luôn. Một bảng 2 cây này, ghép gỗ sẵn rồi nha các bác nhá. Bao la bát ngát, em cho các bác xem màu hoa này. Những cái màu hoa này, nhà hàng nhà em năm nào em cũng bán cái hàng bảng gỗ này. Màu hoa nở thực tế tại nhà em này. Hồng cánh sen, hồng sắc pháo, cam lửa này, đốm này, chấm bi này. Màu vàng này. Đấy, siêu yêu luôn nhá các bác nhá. Đấy. Màu trắng có nhưng ít thôi, chủ yếu là cái hàng này nó chủ yếu là màu cam lửa và những sắc màu rực rỡ nhá. Năm nhà em nhập này. Vài nghìn cây luôn. Tha hồ cho các bác lựa chọn nhé. Các bác nào mua xỉ thì cũng có thể liên hệ với em. Cái quay này nó khó. Vườn là treo nó nhiều quá, nó kín. Khó các bác không xem được. Đây em cho các bác xem thực tế đây. Từng cây một đây. Một bảng 2 cây như này em chia sẻ với các bác giá cực yêu luôn. Giá là như kiểu là mua một. Em bán là kiểu mua một tặng một ý. Một bảng 2 cây này giá chỉ độc có 150.000 thôi. Và giá trên chưa bao gồm phí ship nhá. Các bác nhìn xem bộ rễ này. Đáng yêu đây. Và các bác có thể là mình có thể mình cắt bớt cho em cái rễ khô này đi cho nó nảy rễ mới ra. Thứ nhất hai là các bác có thể là mua cho em 2 bảng về mình ghép vào. Hoặc 3 bảng, 4 bảng gì đấy về các bác ghép tròn vào cho em này. Tết là một mùa hoa rực rỡ luôn nhá các bác nhá. Bao hàng Tết có hoa. Có một cái ưu điểm như thế này. Thi thoảng nó một tí như thế này nhá các bác nhá. Cái khuyết điểm, em nói nhầm, cái khuyết điểm thi thoảng nó bị một xí như này. Ở cái lá chân nhá, không vấn đề gì. Đấy, 150.000 một bảng. Và em ship từ 2 bảng trở lên các bác nhá. Hàng siêu yêu luôn. Màu sắc thì cực kỳ rực rỡ luôn. Nó có 2 dạng cây, một dạng cây mẹ con này, một dạng cây 2 cây đều nhau nhá các bác nhá. Đấy, một bảng cây nó có từ 2 cây trở lên này. Siêu yêu luôn ý. Em đo chiều ngang bản lá nhá. Đây về cho các bác khỏi phải thắc mắc này. Đấy. Và đây là cái lô Vanda mẹ con nhá. Vanda mẹ con, Vanda bụi này. Hàng hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác nhá. Giá cực yêu luôn. Đấy các bác nhìn thấy bộ rễ trông đáng yêu chưa. Cây nào cũng lá xếp đẻ con nhá các bác nhá. Này, ví dụ như cây này này. Nó sẽ đẻ 2 con, 3 con này này. Lá xếp nhá. Đấy. Hàng em thanh lý vì sao? Vì thi thoảng nó có sẽ lỗi một xíu xíu. Cái cây này kể cả không ấy nó cũng không cây không phải em thanh lý nó cũng không tránh khỏi đâu. Lá nó cực kỳ giòn nhá. Cái lá nó màu này nó không phải là nó bị làm sao đâu nhá. Đây là nó cổ kính họ để trong cái vườn ấy. Họ tưới gọi là nó để nó lâu quá họ để quên đi ấy. Đấy thì trông nó cổ kính vậy nó già cây rồi. Đây này, các bác nhìn này. Đây là bụi nhá. Đấy, bụi này 4 5 con này. Cây nào cũng đẻ con. Đẻ 2, đẻ 3 này. Các bác nhìn thấy chưa? Lá xếp nhá. Lá xếp. Đây em quay cái chiều này cho các bác nhìn rõ này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đây, trên mỗi một cây đều có móc treo sẵn này nhá. Về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Đây này em bỏ hẳn một cái cây này xuống đây cho các bác nhìn cho nó rõ này. Đấy. Em cho các bác xem mặt hoa nhá. Hoa Vanda này nó rất là nhiều mặt hoa này. Nhiều màu hoa. Em sẽ nhận tương đối cho các bác nhá. Rất là nhiều. Đẹp nhất là cái màu hồng này này. Thì đây nó lại hầu như đa số nó là nhiều màu hồng nhá. Đấy, màu hồng đấy. Nhiều lắm. Nhiều mặt hoa nhá. Em sẽ nhặt tương đối cho các bác. Nhưng nó chủ yếu là màu hồng này. Đấy. Hàng siêu xinh luôn nhá các bác nhá. Vanda bụi mẹ con này. Hàng này em chia sẻ với các bác giá là 150.000 một cây. Và em ship từ 2 cây trở lên. Thì hai các bác mua ghép đơn một cây thì cũng được. Mà các bác mua 2 cây thì em sẽ bao ship nhá. Đấy, nếu mà các bác mua một cây thì ghép đơn em mới chuyển. Chứ một cây 150.000 này em không chuyển đâu các bác nhá. Tại vì là hàng ấy, cái thùng này đóng một cái thùng to lắm. Em không có tiền công để em đóng. Đây 1 này,
hai này, đấy hơn hai găng tay nhá. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cây nó sẽ lá nó thi thoảng, cái hàng Vanda lá nó sẽ thi thoảng nó giòn, nó sẽ hơi lỗi một xíu nhá các bác nhá. Đấy, cây nào cũng đẻ nhá, đẻ con này, bụi nhá. Thế thi thoảng nó sẽ hơi lỗi một xíu cho các bác nhìn này, thi thoảng nó sẽ hơi lỗi một xíu không tránh khỏi nhá. 300.000 hai bụi nhá, 300.000 hai bụi Vanda. Giả hàng Pháp Tết em về hàng nha các bác nhá. Rồi hàng lần này nhá, cực kỳ là dài này, cây cực kỳ là cứng cáp luôn các bác nhá. Đấy, em cho các bác xem này, thân cây nhá, tím ngắt luôn nhá, thân cây tím ngắt, cây cực kỳ là cứng cáp luôn. Hàng này hàng em trồng thuần rồi nhá các bác nhá. Trên mỗi một cái bảng này em trồng ra bảng gỗ, nó sẽ có những cái túi phân tan chậm này, về mọi người 5-6 tháng thay một lần, thay cái phân này một lần cho em. Đấy, em cho các bác xem mặt hoa này, hoa chuẩn Tết nhá, siêu thơm luôn. Giả hạt Pháp nhá các bác nhá, hàng này cực kỳ nổi tiếng rồi, em không phải giới thiệu nhiều nữa. Cái hàng này này thì nó sang tháng 11 đến tháng 12 thì mọi người cắt nước cho em để chi để cho nó vàng lá, nó rụng lá thì nó sẽ ra hoa, thì nó sẽ chuẩn Tết nhá. Đây là chuẩn bị, nó có một số cái ngọn nó đã thắt ngọn rồi, và những cái lá gốc này này các bác này bắt đầu nó vàng rồi nhá. Như thế này thì nó mới chuẩn một chuẩn hoa Tết này, thân mập siêu đáng yêu luôn. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 150.000 một giò như thế này. Khi các bác mua hai giò em sẽ bao ship, các bác lên mua hai giò, các bác lên mua hai giò về mình ốp vào với nhau, mình ốp tròn cái kiểu ốp tròn vào nhau để trông nó sẽ đẹp hơn này. Các bác nhìn này, đấy quay cho em, đấy đấy hai giò như này. Hoặc là thí dụ mà mình thích chơi giải rác chỗ nào cũng có hoa thì mình nói là chơi mỗi góc có một mỗi góc mình treo một giò. Đây các bác nhìn này, siêu yêu thương luôn nhá, mập lắm. 150.000 một bảng này, giá em bao giá toàn quốc luôn cho các bác, không ở đâu rẻ như này, thân mập đáng yêu lắm. Đấy, 150.000 một bảng, và hai bảng em sẽ bao ship nhá. Trên một bảng nó sẽ có thân ngắn thân dài chứ không phải là nó dài hết đâu các bác nhá. Thanh đạm Indo các bác nhá. Hàng này hàng thanh đạm Indo, hàng hai mùa hoa và chuẩn là thanh đạm Indo cho các bác nhá. Đấy. Nó sẽ có hai mùa hoa, một mùa hoa ra vào tầm tháng 6 là nó vừa qua mùa hoa rồi. Các bác nào mua nhà em cái đợt vừa rồi cách đây một thời gian đấy thì các bác biết rồi đấy, hoa chuẩn luôn ở tại vườn nhà em. Và một đợt chính của nó là sẽ rơi vào đúng Tết nhá các bác nhá. Hàng siêu to khổng lồ luôn. Em cho các bác xem mặt hoa này. Riêng cái hàng này nhá, hoa nó thơm đúng như tên của nó thơm nhẹ nhàng. Đấy, chuẩn hoa Tết luôn các bác nhá, chuẩn hoa Tết luôn. Đấy, cái giò này khách nhà em mua đây này. Đấy, siêu đẹp luôn nha các bác nhá, hoa bông hoa cực kỳ dài, cực kỳ sai hoa. Một chậu siêu to khổng lồ như thế này, em sẽ chia sẻ với các bác giá là 320.000 một chậu. Nhưng khi các bác mua hai chậu, giá chỉ còn là 300.000 một chậu, có nghĩa là thành 600.000 hai chậu, giá trên chưa bao gồm phí ship. Các bác vui lòng cộng thêm cho em tiền ship và cho em. Có một cái điều lưu ý như thế này, cái hàng thanh đạm này này, lá nó không được mướt mát đâu, bất kể vườn nhà nào cũng thế, hàng nhà nào cũng thế. Thi thoảng nó cũng sẽ chấm chấm như thế này, nhưng mà nó không sao nhá. Đấy, lá nó không được xanh mướt mượt mượt đâu. Đấy, một chậu siêu to khổng lồ như này em bán 600.000 hai chậu nhá. Các bác mua một chậu thì giá nó sẽ là 320.000 một chậu, hai chậu là 600.000 này. Đấy, bao la bát ngát luôn nha các bác nhá, siêu to luôn. Một chậu này nó rơi vào trung bình, nó rơi vào tầm một khoảng đôi 4, 6, 8, 10, tầm 20 thân nhá, 20 thân trên 20 thân trở lên. Đấy,